Hello, xin chào các bạn, mình là Viết Phương và để tiếp tục trong chuỗi video chia sẻ các tin năng hữu ích trên thị trường crypto thì hôm nay cộng đồng của Little Adventure sẽ chia sẻ cho các bạn cách để check một đồng coin và một đồng token trên Coin Market Cap đó. thì trước khi mà chúng ta đầu tư vào một đồng coin hay một đồng token nào đó, có phải chúng ta thường rất là quan tâm xem mà đồng coin đó có tiền năng hay không này, check ra sao hay là tổng cung hay là tất cả các thông tin về đồng coin đó, đó thì uh, trên Coin Market Cap nó sẽ cung cấp chúng ta rất nhiều các thông tin về, về tất cả các đồng coin. thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách check nhé. và nếu mọi người theo dõi video cảm thấy video hữu ích, hãy nhớ để lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình nhé rồi thì đây là trang Market Cap, đó thì trên đây một người thấy đấy nó có rất là nhiều đồng coin để chúng ta có thể là quan tâm theo dõi và chúng ta là tìm kiếm thông tin thì ví dụ mình sẽ hướng dẫn một người check một đồng coin bất kỳ nhá à, ví dụ mình uh, check đồng uh, bakardot chẳng hạn rồi ok đấy thì đây là tất cả những cái thông tin về đồng bakardot thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm những hạng mục đầu tiên nhá đó đầu tiên thì uh, đây là tên đồng coin này mình sẽ cho chúng ta biết tên đồng coin này rồi ký hiệu đồng coin này đó tiếp theo là xếp hạng đồng coi theo vốn hóa thị trường thì hiện tại đồng bạc đang xếp hạng thứ 10 trên coinmarketcap market cap rồi và đây là cái số lượng người đang quan tâm theo dõi đồng coi thì nó đang có khoảng độ 1 triệu 117.143 người đang theo dõi quan tâm theo dõi cái đồng bạc đốt này rồi à, tiếp theo dưới đây đó về ở đây là trang web của bạc đốt này trình duyệt vậy đó trình duyệt thì cho ra là biết là cái cái về cái uh các cái trang web đấy của uh, cái đồng coi đốt này đúng không ạ? Và những cái uh, trang để có để check về đồng coi cũng trang uh, BSC scan này, đó. Uh, tiếp theo về cộng đồng. Thì đây là về cái cộng đồng uh, mạng xã hội của đốt uh, thì thông thường chúng ta thấy quan tâm với cộng đồng của Twitter. Đó, bấm vào đây, chuyển ra cái trang Twitter của bạcados. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo. Để về phần chat thì đây là một cái kênh thông tin, một cái kênh uh, chat của Bacardot thì thông thường sẽ là kênh Telegram. Ok, đây là kênh Telegram Bacardot nhé Nếu chúng ta quan tâm chúng ta có thể join vào được không ạ? À rồi. À, chúng ta quan tâm tiếp đến mục tiếp theo là một hợp đồng, đây chính là cái cái contract đi ạ. Đó thì đây chính là contract của đồng Bacardot thì nó có nó có contract trên nhiều nền tảng như nền tảng uh, uh, Binance Smart Chain này hoặc trên nền tảng uh, Heco này. Đó thì chúng ta uh, sử dụng trên nền tảng nào chúng ta sẽ À, cho con chắc trên nền tảng đó. Thì cái này à, thông thường thì khi mà chúng ta đầu tư các đồng vật đồng token mới thì khả năng chúng ta sẽ quan tâm đến con contract nhiều hơn là so với những cái đồng coin nền tảng những đồng coin mà nó rất nhiều bạc đốt là một đồng coi cực kỳ uy tín và nổi tiếng rồi. À, tiếp theo mà chúng ta quan tâm sang uh, một bên cạnh đây, đó là về về giá đồng bạc đốt là thời điểm hiện tại. Đó, hiện tại đồng bạc đốt đang có giá là 28.52 đô. Đó. Rồi À, mục bên dưới là nó sẽ thông báo cho mọi người cái mức giá thấp nhất và mức giá cao nhất trong vòng 24 giờ qua thì ở đây chúng ta có thể chọn uh, theo cái chúng ta muốn ví dụ như là ở các mục khác như một tuần hay một uh, một tháng một năm gì đó đúng không ạ đó nó có nhiều cái mục chúng ta chọn rồi à, bên dưới đây sẽ là những cái mục rất là quan trọng mà chúng ta cần quan tâm nhá những mục rất là quan trọng chúng ta cần quan tâm à, đây là vốn hóa thị trường này vốn hóa thị trường tức là cái market cap của ba cái đô đẹp rồi Uh, mục tiếp theo đây là uh, vốn hóa thị trường được pha loãng sẵn hoàn toàn thì mọi người hiểu đây cái vốn hóa thị trường này tức là vốn hóa thị trường dựa trên là uh, cái gọi là vốn hóa thị trường nó tính theo nó nó, nó được tính bằng cách là lấy giá của một ba nhân với cái số nhân với cái số lượng ba đang lưu hành trên thị trường cái, cái lượng uh, lượng uh, cái tổng cung đang lưu hành ấy đó còn vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn tức là uh, cái vốn hóa thị trường sẽ đạt được bao nhiêu khi mà tổng toàn bộ cái lượng uh, tổng cung được tung hết ra thị trường thế nào sẽ không bị khóa nữa đó đây là cái cái vốn hóa này chỉ là sẽ tính được cái số bạc rốt ở cái vốn hóa, vốn thị trường này nó chỉ tính cho cái số lượng của bác bạc đang lưu hành thôi còn vốn hóa này hai vốn hóa thị trường được pha loãng sẽ tính cho tất tận tật nếu như, uh, cái tổng cái lượng lưu được tổng cung được tung hết ra thị trường thì nó sẽ mình sẽ lấy cái giá bạc rốt này nhân với toàn bộ tổng cung kể cả tính cả số, cả số lượng đã khóa và số lượng chưa chưa khóa đó thì nó sẽ ra cái bốn hóa này nhá. đó đây là khối lượng trong dịch 24 giờ mươi 24 giờ này. Đó, đây là tổng lượng cung lưu hành ấy. Tổng lượng uh, cung của Bacros ba đang lưu hành thị trường. Đó, còn cái tổng cung thứ hai là tổng tổng cung của ba ở uh, với số lượng là uh, đang lưu hành và cả số lượng đang khóa nhá. Đó, còn tổng cung tối đa sẽ tùy theo đồng coi, có đồng coi sẽ có một số đồng coi sẽ hiện tổng cung tối đa ở đây. Thì thông thường tổng cái cái, cái 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 tổng cung tối đa ấy cũng, cũng sẽ bằng cái tổng cung này đó nó sẽ là tổng cung của cái số lượng coi đang lưu hành và đang số lượng coi đang khóa đúng không ạ rồi chúng ta tiếp tục theo xuống xuống số bên dưới về mục tổng quan đó thì mọi người thấy ạ đây chính là cái biểu đồ trả giá của đồng ba cà đốt thì chúng ta có thể chọn một cuộc một ngày này xem trong 7 ngày đó đó một tuần này một tháng gì đó lại rất là nhiều một năm rồi tiếp theo chúng ta có thể xem về biểu đồ chart market cap đó đây là về cái vốn hóa thị trường của ba đốt trong tất cả các ngày vừa qua đó, chúng ta có thể theo dõi nhé theo cũng theo ngày theo tuần được rồi tiếp theo chúng ta có thể xem trên theo biểu đồ của trên trading view thì trên trading view này cái biểu đồ nó rất là hay chúng ta có thể là tận dụng luôn các cái công cụ như là trend line này hay bollinger band này rất nhiều công cụ trên đây để chúng ta có thể là uh, phân tích đấy phân tích theo dõi đánh giá cái đồng bạcados này thì về cái cách sử dụng cái cái trading view thì trong video tiếp theo mình sẽ chia chia, chia sẻ cho các bạn cụ thể cái, cái cái cách sử dụng về cái công cụ trading view này nhá. Rồi. Đây là lịch sử. Đó, đây là lịch sử giá, uh, lịch sử về giá của bạc Đó, trong các uh, uh, các thời gian trước đó đúng không ạ? Rồi, rồi bạcados đã đạt lên đến uh, trong thời gian gần nhất đây, đạt cái đỉnh là 54 đô ấy. Rồi, ok kéo tiếp vùng dưới chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ thấy về các thông tin rất nhiều về đồng đốt cũng như ba cái đốt là gì này đó cho ta đọc cái thông tin về đồng ba cái đốt đó về người sáng lập các ba cái đốt này đó điều gì là cho các ba đốt trở nên độc đáo nó sẽ có rất nhiều các thông tin ở đây về đồng đốt thì mình có thể tham khảo về cái đồng đốt nếu cho nó thực sự quan tâm và muốn đầu tư vào đồng coi này đúng không ạ à, rồi bên này mình sẽ thống kê cho mọi người về giá những cái mức giá ba cái đốt hiện tại này về cái giá thay đổi trong vòng 24 giờ vừa qua này giá cao nhất và thấp nhất trong 24 giờ thì cái này cũng đã có liệt kê một chút ở bên trên đấy đúng không ạ rồi khối lượng giao dịch này volume 24 giờ đó hiện thì thêm nó sẽ có mức giá cao nhất và thấp nhất trong 7 ngày vừa qua này biến động trong 7 ngày này đây ạ đúng không ạ 30 ngày 90 ngày thì lịch sử biến động của nó là rất nhiều thông thông tin hữu ích về cái đồng coi đó tiếp theo về mục thị trường đó thì ở trên đây chúng ta sẽ nó sẽ cho chúng ta biết là à, hiện tại đồng đốt đang được ở à, Uh, giao dịch trên các sàn giao dịch nào đúng không ạ đó đây có rất uh, đồng đốt được giao dịch rất nhiều sản giao dịch như Binance này Coinbase này Hobi này Kucoin này rất nhiều lại chúng ta có thể là xem các sàn giao dịch đang giao dịch đồng bạc đốt tôi tiếp theo về dữ liệu lịch sử thị trường đó thì trên đây nó sẽ cho cung cấp cho chúng ta các cái giá mở cửa giá đóng cửa giá thấp nhất và giá cao nhất trong các ngày vừa qua hôm nay ngày mùng 9 tháng 12 này thì ở đây nó có lịch sử của, của ngày mùng 8 ngày mùng 7 ngày mùng 6 và các ngày trước trước đó nữa rất là nhiều đấy, về khối lượng giao dịch này của thị trường này đó nó sẽ cung cấp cho ra tất cả rồi về mục uh, uh, ví thì nó sẽ cho cung cấp cho chúng ta là ở uh, hiện tại đồng đốt đang được hỗ trợ lưu trữ trên các các ví nào đúng không ạ đó thì hiện tại bây giờ có rất nhiều ví đang hỗ trợ lưu trữ đồng và bạc đốt thì có một số trong các ví mà rất là quen thuộc như ví uh, trước trước con lẽ này ví metamask này đó ví sepol này đó đây là một trong những ví quen thuộc mà chúng ta được sử dụng để ta lưu trữ đồng đốt. À, tiếp theo về mục tin tức thì ở đây nó sẽ cập nhật cho chúng ta những cái tin tức mới nhất về đồng bạc đốt hàng ngày. Đấy, chúng ta có thể theo dõi về những cái tin tức tốt và tin tức xấu uh, về đồng bạc đốt này để chúng ta có cái chiến lược hầu hoặc chơi cái đồng bạc đốt một cách tốt nhất đúng không ạ? Tiếp theo về mục uh, mạng xã hội thì ở đây nó sẽ cho chúng ta về thông tin về đồng bạc đốt trên các trang mạng xã hội ví dụ như là Twitter đấy là một trong những cái trang rất là nổi tiếng và được uh, cộng đồng sử dụng rất là nhiều, đặc biệt là uh, các ông lớn trong thị trường crypto. Đấy, như Elon Musk hay là CZ, CZ kiểu thì mọi thông tin các thứ họ sẽ đăng trên uh, họ đăng trên uh, Twitter rất là nhiều thay vì đăng, đăng trên Facebook. Rồi, uh, tiếp theo phần đây, mục này thì uh, ở đây là một cái phần mà giúp chúng ta có thể là theo dõi uh, những cái uh, gọi là cái dự đoán của mọi người của cộng đồng về giá của đồng uh, cái đốt đó. Thì cái này ở trong video về hướng dẫn sử dụng uh, và market cap mình đã chia sẻ qua cho mọi người rồi đó thì đây đây là cách để chúng ta có thể check uh, thông tin về bộ đồng coi để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn trước khi mà chúng ta đầu tư vào đồng coi đó và đặc biệt là trong quá trình chúng ta đầu tư rồi chúng ta vẫn có thể lên đây chúng ta check để xem là cái vụ như là một số đồng coi nó có cái cái, những cái đợt đốt coi của nó này rồi hay là những cái thông tin tin tức hàng ngày về đồng coi đó để xem là đồng coi này nó có đang có tin tức tốt thì không chúng ta có nên hâu tiếp hay không hay chúng ta nên bán đi đúng không ạ đó thì đây là toàn bộ những chia sẻ cho mọi người về trách uh, một đồng coin một đồng token và đặc biệt là cái phần uh, về hợp đồng về con trách của một đồng trách con trách một đồng coin đây là một phần rất là quan trọng thì trong uh, các video tiếp theo mình sẽ có có video uh, chia sẻ mọi người ở uh, trách uh, về cái con trách ạ để rồi ok thì đây là tất cả những cái, những cái chia sẻ của mình về uh, những cái thông tin về trách đồng coin trên coin market khác rồi chúc mọi người luôn uh, có những cái lựa chọn và sản xuất về các đồng coin mình đầu tư rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hẹn mọi người trong các video tiếp theo